Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm đối với siêu trộm Nguyễn Văn Năm là người gây ra 23 vụ trộm cắp tại tiệm vàng trên địa bàn 12 tỉnh thành trong cả nước. Vụ án còn có các bị cáo Lại Quang Phú và Tạ Thị Si bị xét xử về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kết quả điều tra xác định từ tháng 2 năm 2014 đến ngày 6 tháng 12 năm 2018, Nguyễn Văn Năm một mình thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là vàng bạc có tổng trị giá trên 41 tỷ đồng của 23 hiệu vàng trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố, gồm Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Lai Châu. Sau đó đem đi bán để lấy tiền tiêu xài, sử dụng cá nhân. Các bị cáo Lại Quang Phú, Tạ Thị Si, mặc dù biết số vàng Nguyễn Văn Năm đem bán là do phạm tội mà có, nhưng vì hám lợi nên Lại Quang Phú và Tạ Thị Si đã nhiều lần tiêu thụ tài sản cho Năm. Sau nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tại các tỉnh, ngày 6 tháng 12 năm 2018, Nguyễn Văn Năm sau khi trộm cắp tại tiệm vàng Tuấn Tuyền ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu mới bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Năm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu truy tố. Còn lại các bị cáo, Lại Quang Phú, Tạ Thị Si thay đổi lời khai và cho rằng khi mua bán vàng với Nguyễn Văn Năm, các bị cáo không biết đây là tài sản do phạm tội mà có nhằm trốn tránh trách nhiệm. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tham gia xét hỏi có trọng tâm nhằm làm rõ hơn hành vi phạm tội của các bị cáo và những tình tiết liên quan đến vụ án. Sau khi kiểm tra xem xét toàn bộ tài liệu chứng cứ, đánh giá vụ án một cách toàn diện khách quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Năm 19 năm tù, cộng với hình phạt của các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Các bị cáo còn lại, Lại Quang Phú, Tạ Thị Si, lần lượt bị tuyên phạt 11 năm tù và 10 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Năm phải bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 41 tỷ đồng và xử lý vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật.